chắc rằng là nhiều anh em bây giờ vẫn mua cái kẹp điện thoại và xong là anh em kẹp cái điện thoại ở đây đúng không ạ? Anh em mở nhạc phát qua Bluetooth hoặc là dẫn đường thì anh em đi bằng cái Google Map này đúng không ạ? Đấy, nhiều anh em bây giờ hiện tại là vẫn đang sử dụng là cái kẹp điện thoại để đây hoặc để trên này. Thực ra cái này thì nó nhiều lúc rất mất tập trung. Đấy, anh em đi lái xe thì biết rồi đó. Còn thay vì cái việc mà anh em phải để cái điện thoại trên này, anh em quan sát vừa đi vừa xem đường, thì hiện tại anh em thay một bộ màn hình Android, nâng cấp lên một bộ màn hình Android như này, thì là anh em sử dụng đầy đủ tính năng, ví dụ như bản đồ dẫn đường này, nghe nhạc, xem phim, giải trí, thậm chí là cả cảnh báo giao thông, bản đồ cảnh báo giao thông ở trên này luôn. Thì anh em thao tác nó rất là dễ dàng, anh em không mất tập trung, và có thêm phần mềm tính năng là ra lệnh giọng nói. Đi anh em không phải ấn tìm địa chỉ này đâu, chẳng hạn như đây. Đấy, anh em nói là dẫn đường tới sân bay Nội Bài bằng Vietmart 2. Đó. Thì anh em muốn đi đến đâu anh em chỉ cần nói một câu lệnh thôi, là anh em không phải ấn bằng tay hoặc tìm trên điện thoại này. Nhiều lúc anh em chạy cao tốc với tốc độ cao 80-90 km/h mà anh em cứ ấn cái điện thoại này, thực sự là nó rất là nguy hiểm. Đó, còn anh em sử dụng bộ màn hình Android này thì chỉ một câu lệnh thôi, hoặc là anh em muốn nghe nhạc giải trí này, anh em nói một câu thôi, mở video nhạc Quang Lê. Đó, anh em vừa có thể là vừa nghe nhạc này, vừa có bản đồ dẫn đường này, cực kỳ tiện luôn. Đó, anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ô tô mà cần nâng cấp lên màn hình Android, em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá.